hạ trăng lang thang miên man tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rụng buồn. Em hát đi dù ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mà tiếng ca trên đôi. Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình lên cho anh em một bộ vàng rất là đặc biệt, bộ vàng cao cấp của hãng Sony nha anh em. Mình vừa test một đoạn nhạc acoustic do Phương Phương Thảo trình bày chiều hạ vàng, được kết nối qua điện thoại, chơi cổng AUX nha, audio nha anh em. Chất âm của bộ vàng này thì không còn bàn cãi gì nữa, dòng cao cấp của hãng mà, rất là hay nha anh em. Cấu hình của bộ vàng này, mình trước tiên mình giới thiệu cấu hình, thì mình giới thiệu bộ vàng này có model là SE9, chùm cuối của series SE của hãng Sony nha anh em. Bộ vàng có cấu hình rất là khủng nha, một sub bass 16 và hai lo vệ tinh, mỗi bên lo là hai cái bass 9 cm và một cái chép mica. Một hai cái lo là màn carbon luôn nha anh em, gân cao su. Còn súp thì gân cao su màn giấy bách lõm nha. Bộ vàng thì chơi chức năng như sau. Bộ vàng thiết kế với hai thớt nha anh em. Đó. Thớt trên là chơi đĩa MD và cassette. Cassette dạng nuốt luôn nha anh em. Nút vào nó nuốt. Nó nuốt giống như đĩa MD vậy đó. Đó là thớt trên, thớt dưới là đĩa CD và âm ly. CD dạng nuốt như ô tô nha anh em. Đấy. Các phím bấm rất là chất lượng nha. Mặt nạ là dạng nhôm phi xước nha. Mặt nạ bên lo cũng vậy luôn. Cái này là ốp nhôm phi xước hết. Cái này là nhựa thôi, đó. Nhìn rất là sang nha. Dòng này là cao cấp của hãng nha. Bộ vàng về thì tình trạng còn đẹp nha anh em. Có vài chỗ bị xước xát do vận chuyển cứng nhẹ nhẹ đó, như cái phần súp này nè đó, thì nó không ảnh hưởng gì nha anh em. Hậu lo rất là đẹp luôn nha. Hai bên lo rất là sâu luôn đó, thiết kế hai cái lo nhìn rất là khủng nha. Cấu hình này khủng lắm đó, được dán đề can màu vân gỗ nha, hai thớt. Đó. Đây mình quay cho anh em xem. Đó. Rất là nhiều cổng ăn chơi luôn. Lo súp và lo thì tinh nó đều còn đẹp hết nha. Bộ vàng này thì mình có thể ghép thêm hai cái lo surround và lo center để xem phim. Dòng này là DVD nha, chạy DVD luôn nha anh em. Cục đi sản xuất tại Hàn Quốc, lo thì sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Đó. Hai cái lo hai bên đều là series liền kề 677, bên đây là 678. Đều là SE9 hết đồng bộ nha anh em. Cái súp cũng vậy, SE9 luôn nha anh em. 3 ôm. Còn cái lo vệ tinh là 6 ôm nha anh em. Đó, nó có đến 5, nó có 6 đường ra. 5, 2 lo trước và 2 lo sực rau là phía sau, và 1 lo center và 1 cái súp đó, 6 giắc lo đó. Nhưng mà bộ vàng về thì có 1 súp và 2 lo trước thôi. Nghĩa là mình nếu muốn xem phim thì anh em có thể ghép thêm 2 cái lo phía sau là kêu lo sực rau đó, và 1 cái cổng center đó. Đều xài giắc hết nha anh em. Đó, đây là dây tín hiệu lo giắc zin hết nha. Đó.
Công suất tổng của bộ dàn là 200W, điện áp là 100V. Đó. Công suất của cái bộ của cái thớt MD là 10W, cũng điện 100V luôn. Lại là sản xuất tại Hàn Quốc, Korea nha anh em. Đó, cái dây cáp để cắm xuống giữa liên kết giữa hai cái thớt á là có cục chống nhiễu luôn nha anh em. Đó, cắp bè có chống nhiễu hết luôn nè đó. Thì anh em câu cái cổng ao, cái phần ao B đi xuống phần in B của cái thớt âm ly nha anh em. Cái thớt cái phần ao ao của thớt MD á, MD tép á, là bucket set á, thì mình xài một cái dây tín hiệu dắt bông sen đó, mình sẽ tặng kèm cho anh em đó. Lấy bộ vàng này đó, anh em cho xuống cái cổng in B, nghĩa là ao B xuống in B của cái thớt âm ly nha anh em. Đó, bộ vàng này DVD đó, nó có các cổng hình đồng màu vàng nè. Đó là cổng hình thôi nha anh em. Anh em muốn coi hình thì anh em xuất hình cắm ở đây. Mình đang xài nãy kết nối hai cái đường tiếng để mình nghe nhạc qua điện thoại nè. Anh em có thể ghép một con Bluetooth rời qua cái đường này đó. Có cổng có cả giải mã luôn nha anh em, giải mã quang in quang out đầy đủ nha anh em. Đó. Quang out ở trên digital, quang in ở dưới. Quang in của video rồi luôn, nói chung nó rất là nhiều luôn anh em, về anh em chơi theo ý anh em kết nối nha. Đó. Đặc biệt lo này được thiết kế đóng gỗ rất là dày nha. Dày hơn cái những cái lo thông thông thường. Đó, đây là dòng cao cấp nên thiết kế gỗ rất là chất lượng nha. Đó, tất cả đều có chạm lo, lỗ thông hơ hết. Súp thì lỗ thông hơ phía trước. Đó, đều đẹp hết nha anh em. Đó, cái súp bát 16 nó nằm trong đây đây. Đây, đó. Cái lỗ thông hơi nằm phía dưới rất là ngầu. Đó. Hậu lo rất là sâu nha. Cái hậu lo này nó có thể nó tương đương với chiều cao luôn, để mình đo. Hậu lo là nó đến 26 gắn lưới luôn, 26 thì cao 28, nó cao hơn 2 phân so với chiều sâu nha. Bộ dàn vẫn còn lưới dây căng đầy đủ nha anh em. Đây, lưới thì hai bên mỗi bên đều có rách một số lỗ nhỏ nhỏ thôi, còn lại còn nguyên nha, không có gãy nha anh em, rất là dày luôn, cái khung của lưới rất là dày. Đó, anh em không ý có thể bọc lại cũng thôi, để về chơi nha. Logo Sony còn đầy đủ nha anh em. Này. Các chức năng của bộ dàn này đều còn hoạt động nha, full chức năng nha. Nè, băng cassette nè, MD nè, CD nè, CD là chơi cả DVD luôn nha anh em. Và đài luôn nha, đài thì 90 Hz thôi nha. Đó. Cái bộ dàn này chơi rất là hay. Đó. Còn anh em bật cái nắp này ra thì cái fusion này là chọn các ngõ vào nè. Đó, cái bộ này có một cái cổng để anh em kết nối với máy tính nhảy mã USB PC nha. Thôi, giống như những cái bộ vàng mình hay đã up trên kênh của mình đó. Đó, nó nằm đây nè, cái cổng này nè. Đó, nó được dán đề can, anh em xài thì anh em lột ra đó, nó để USB. Là anh em mua cái sợi cáp máy in đó, kết nối với servo máy tính, cắm vào cổng USB của máy tính, còn đầu còn lại cắm ở đây đó. Mình lột cái miếng tem vàng vàng này ra nha anh em. Đó thì nó liên kết với sao cạc của máy tính rất là hay luôn. Anh em cứ nhấn nhấn khi nào đúng cái chế độ anh em chơi đó, MD băng DVD tuner là đài nha anh em. Đó, video mình đang để chế độ này, mình nghe nhạc qua kết nối điện thoại này. Trên đây thì chỉnh các chức năng của MD và băng thôi đó. Anh em về tìm hiểu, nó rất là nhiều chức năng.
Dưới đây thì anh em có thể chỉnh chế độ 2 chấm. Bộ dàn này chơi được là 2.0. 2.0 thì nó không có tiếng súp, nghĩa là chỉ có hai cái lo hai bên này thôi nha anh em. Chỉ có hai lo hai bên đây thôi là 2.0. Đó, 5.1 thì phải kết nối thêm 3 lo, một lo center, hai lo surround nữa mới đúng là 5.1. Mình nhấn cái nữa là 2.0 thì chỉ có hai lo, nhấn 2.1 thì nó có súp vô, có súp thì nó mới hay. Bộ dàn này anh em có thể chơi remix nữa. Trong phòng nhỏ nhỏ thôi rất là hay luôn. Bass đánh rất là khủng nha, lực lắm. Dòng Sony mà bass 16 súp thì đánh khỏi phải bàn rồi. Đó. Hai lo vị tinh thì rất còn đẹp luôn. Đó, chép Mika, hai cái bass ta 9 cm đo từ bên đây qua luôn. Còn lo gân thì chỉ 8 thôi. Mà carbon nha anh em. Đó. Mặt nạ thì được ốp cái nhôm phay xước giống cái phần mặt nạ của cái hai cái thớt máy. Riêng cái súp thì bằng nhựa hoàn toàn. Đó. Phổ thông hơi bass nhìn rất là khủng nha. Rồi sau đây mình sẽ test chức năng MD đi. Chơi MD trước đi. Mình bỏ một cái đĩa MD bất kỳ. Rồi mình nhấn lay thì mình gạt xuống. Đây. Đó, em thấy chưa? Nó sẽ đọc đọc cũng rất là nhanh. Đó, nhận bài nữa nha anh em. Đó, em đây nhận bài nha. Rồi, mình test là để hoạt động cho biết hoạt động tốt thôi. Chứ mình không có test lâu thì nó dính bản quyền. Rồi mình lấy đĩa ra. Em đây. Mình chơi băng thì anh em bật cái nắp này ra. Đó. Mình lại có để một cuộn băng vô đây rồi. Giờ mình lay băng, lay cũng gạt xuống. Cái phần băng này là chơi được hai chiều, mình khỏi rút băng ra. Nghe không nha anh em? Đó, cho hết mặt này là tự nó đảo luôn. Hoặc là anh em muốn đảo thì anh em tự gạt xuống đảo liền, còn thôi là nó hết một mặt nào là tự động nó quay rồi nó chơi mặt mặt hết mặt A thì nó quay mặt B luôn nha anh em, nó tự động. Rất là hay luôn, cái bộ vàng này mình thích nhất. Có phần nét MD luôn. Nét MD là anh em phải kết nối với máy tính anh em ghi đĩa MD nha. Đó. Anh em về tìm hiểu nhiều chức năng hay lắm bộ dàn này. Rồi mình ngừng luôn đó, băng thì nó cũng lấy giống như đĩa MD luôn, nhấn là chạy ra đó, chứ không phải bỏ giống như cái băng của truyền thống giống như những cái bộ đài cassette hồi xưa nha. Đó, nó rất hiện đại. Rồi bây giờ mình sẽ test chức năng chơi đĩa CD. Chơi đĩa CD đi, mình mở một cái CD bất kỳ đó, đọc cả DVD luôn nha anh em. Đó, đẩy mạnh vào rồi nó nuốt vô như đĩa xe hơi vậy đó. Giờ anh em cũng gạt xuống lầy. Thì cái dòng này DVD thì mắt nó đọc hơi lâu chút xíu so với chức năng CD không. Đó, anh em chờ nó load nha. Rồi để nó đã nhận rồi nha anh em. Giờ tăng volume lên. Nó đọc hơi lâu tại DVD. Anh em chịu khó chờ. Chờ tầm phút là đọc à. Hoặc là không tới 1 phút. Bộ vàng này tiếng rất là mạnh mẽ nha. Tại nó nhờ có cái súp 16. Đó, có súp bass 16 rất là lực. Rồi bây giờ mình lấy đĩa CD ra. Mình test để cho biết nó hoạt động tốt thôi nha anh em. Anh em về, anh em chơi, tự tìm hiểu. Đó, mình test cho anh em xem nó hoạt động tốt thôi. Chứ không test lâu dính bản quyền nha. Và bây giờ mình sẽ test lại chức năng chơi cắm qua điện thoại nha. Kết nối qua cái cổng video. Mình chọn trên đây. Tuner video rồi. Và bây giờ mình mở nhạc nha. Đó, cái nắp này nó bật ra được, anh em để anh em chỉnh những cái phím trên đây nha. Trên đây cũng vậy đó, cái thớt trên đây cũng vậy. Còn không xài thì đóng lại nha, nhìn rất là sang nha. Bộ vàng này rất là cao cấp nha. Rồi anh em chờ mình kết nối điện thoại và mời anh em nghe một bản nhạc, một hai bản nhạc nha.
chế độ súp nè. Đó, nó không có cái tiếng mâm mâm của cái hộp súp nha. Nó chỉ có hai cái lo hai bên này thôi. Rồi mình nhấn chế độ 2.1 là có súp vô. Đó, nghe khác đi nha anh em. Xuôi nguyên xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng che quê mèo, bóng dừa miền lá gió lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đỏ mà người xưa có con không, hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa, anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng, gần tròn 10 năm qua. Mình xin báo giá, mình bán bộ vàng này là 4 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gỡ hàng nha anh em. Số điện thoại mình để trên góc trái màn hình, anh em có thể kết bạn Zalo để trao đổi chi tiết hơn về bộ vàng này nha. Bộ vàng này rất là đáng chơi và đáng sưu tầm nha anh em. Một trong những cái dòng siêu phẩm của Sony, cái dòng SE9 là dòng đời cuối cùng của trong cái series SE nha anh em, nên chất âm rất là hay luôn. Anh em có thể nghe nhạc, xem phim, các chức chạy rất là nhiều chức năng nha. MD, cassette nè, CD, DVD, nghe nhạc, xem phim đều nó tổng hợp cho cái bộ vàng này hết. Anh em muốn xem phim hay, anh em đầu tư thêm 3 cái loa nữa, 2 cái loa surround và 1 cái loa center. Sau loa center để mình xem phim nó hỗ trợ, còn surround là nó chạy những cái hiệu ứng phim. Còn anh em chỉ nghe nhạc thì anh em chơi cái combo vậy là được rồi nha anh em. Còn xem phim này đầu tư thêm 3 loa, nó còn 3 cái chỗ jack cắm loa đó, anh em chỉnh chế độ 5.1 để anh em xem những bộ phim trên máy tính, trên mạng, nó cắm qua cái cổng USB PC nha, nằm phía sau. Mình dỡ cái miếng tem nhàn vàng nha đó, mình cắm vào, mình chọn Fusion trên đây, ra chức năng PC á, là đúng đó. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Hẹn anh em một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha.